Sáng ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội, lên đường dự hội chợ Trung Quốc ASEAN, CAESBO và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN KBIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9, theo lời mời của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hội chợ CAESBO và hội nghị KBIS được Trung Quốc và ASEAN đồng tổ chức hàng năm tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, là một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc. CAESBO và KBIS lần thứ 20 năm nay nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ tiếp tục có quy mô lớn nhất ASEAN với 250 gian hàng trên diện tích 5.000 m². Chuyến công tác của Thủ tướng lần này tiếp nối xu hướng phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, cũng như các cuộc trao đổi cấp cao từ đầu năm 2023 đến nay, và gần nhất là Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng 6 năm 2023. Mạng xã hội hiện đang lan truyền thông tin về việc sáp nhập 6 quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh và thành lập thêm 3 quận là Gia Định, Sài Gòn và Chợ Lớn. Về thông tin này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Thắm khẳng định đây là tin sai sự thật. Trước đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền 3 phương án nhập 6 quận và 142 phường xã thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phải lên tiếng đính chính và khẳng định thông tin về 3 phương án trên là không đúng. Khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, Sở Nội vụ đang phối hợp với 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức ra soát lại các phường, xã, xem có đơn vị hành chính nào có tiêu chí đặc thù, thuộc diện không sắp xếp, theo quy định Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi ra soát xong thì mới thực hiện tiếp các bước xây dựng đề án, phương án, kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền, triển khai việc sáp nhập vào năm 2025. Ngày 15 tháng 9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, gồm Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Việc kiểm tra nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra gồm 12 người, đại diện thường trực Ủy ban kiểm tra, các lãnh đạo, cán bộ Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Phân công ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn kiểm tra. Khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9, một đám cháy đã xảy ra tại tầng tum của tòa nhà 6 tầng, số 28 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Vị trí cháy nằm ở tầng cao nhất. Tại thời điểm sự việc xảy ra, các nhân chứng cho hay, phía các tầng dưới có một số công nhân đang làm việc. Ngôi nhà trên đang trong quá trình hoàn thiện thi công. 4 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Chỉ sau khoảng 10 phút, vụ việc đã được khống chế. Rất may không có ai thương vong trong vụ cháy. Tính từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra liên tiếp 4 vụ cháy. Nghiêm trọng nhất là đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại số 28 Vũ Trọng Phụng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Khoảng 21 giờ 18 phút ngày 15 tháng 9, Trung tâm Tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai có địa chỉ tại đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai bất ngờ bốc cháy. Đám cháy nhanh chóng bùng phát khói và khí bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Quốc Oai đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy. Do kịp thời phát hiện xử lý nên không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể. Sáng ngày 16 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ra quân nạo vét, khơi thông cống thoát nước và tổng dọn vệ sinh môi trường trước mùa mưa năm 2023.
Sau lễ phát động, người dân và lực lượng chức năng 13 phường dọn vệ sinh và kiểm tra tại các điểm bị ngập úng, tắc nghẽn thoát nước trên địa bàn các phường như tuyến cống các đường Trương Chí Cương, Tống Phước Phổ, Tuệ Tĩnh, Trưng Nữ Vương, Hoàng Diệu, Lê Lợi, Cao Thắng, Ông Ích Khiêm. Ngoài ra tăng cường truyền thông trực quan thông qua các pano, phướng tuyên truyền, hưởng ứng tại các tuyến đường và khu vực công cộng, đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hố ga, cửa thu nước bị hư hỏng. Nhiều địa phương khác như quận Sơn Trà cũng đồng thời phát động hoạt động này trong sáng nay. Ngày 16 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Hoàng Quốc Thắng, 38 tuổi, cán bộ xã Ibenon, huyện Đức Cơ để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Hoàng Quốc Thắng là cán bộ xã Ibenon, phụ trách lĩnh vực địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường. Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022, Thắng đã tiếp nhận một số hồ sơ về đất đai của người dân và yêu cầu các hộ dân này đưa tiền để làm thủ tục. Nhưng sau khi người dân đưa tiền thì Thắng không giải quyết được. Khi các hộ dân yêu cầu trả lại tiền, Thắng trốn tránh hoặc hứa hẹn nhưng không trả lại tiền. Chỉ đến lúc người dân chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội, Thắng mới trả lại số tiền trên.